Ở đây chủ đầu tư có hai loại hình. Với cái loại hình có cam kết thì khách hàng sẽ được cam kết lợi nhuận là 12% trên một năm và trong vòng 5 năm. Còn một loại hình khác đấy là loại hình không cam kết thì khách hàng sẽ được lựa chọn một trong hai phương án. Phương án thứ nhất là sẽ ủy thác cho chủ đầu tư với tỷ suất lợi nhuận là 80-20. Và phương án thứ hai đó là với những khách hàng trẻ năng động thì có thể là tự vận hành. Tại thời điểm hiện tại như chúng tôi đang tính toán thì khách hàng tự vận hành có thể mang tới lợi nhuận 18% trong một năm. Với tiềm năng của Bình và với những tất cả những yếu tố mà chúng ta đã nói từ xuyên suốt đầu chương trình đến giờ rồi thì con số 18% là một con số hoàn toàn khả thi. Chúng ta nói về câu chuyện giá trị thực, giá trị bền vững của mảnh đất ở đây. Chúng ta đã có những con đường mà chỉ mất một tiếng để đến với dự án. Chúng ta có những tiêu chuẩn 5 sao ở đây và chúng ta có một đơn vị chủ đầu tư uy tín. Thì tôi nghĩ rằng ở một bức tranh rất là khả quan thì con số 18% là một con số hoàn toàn khả thi.